Độ Mixi bỗng tiết lộ quãng thời gian nợ 3 tỷ, stress đến bạc tóc, mất vài năm mới có thể trả hết. Mới đây, streamer đình đám Độ Mixi đã livestream kể chuyện vay tiền làm nhà của mình và được nhiều người đồng cảm. Theo đó, khi có người hỏi đã trả hết nợ chưa, Độ Mixi xác nhận đã trả hết khoản nợ ngân hàng 3 tỷ đồng trong quá trình xây nhà. Tôi trả được rồi bạn ạ, ngày trả được hết nợ tôi vui lắm. Ngoài ra, Độ Mixi còn tâm sự thêm rằng trước đây bản thân chưa từng nghĩ sẽ đi vay tiền để xây nhà. Trong thời điểm ban đầu mới vay tiền, anh cũng bị áp lực nên stress, tóc bạc nhanh. Sau khoảng 2-3 năm, Độ Mixi mới có thể trả hết được khoản nợ đó. Tôi nghĩ dù là sớm hay muộn thì mục tiêu của một người đàn ông vẫn là xây được căn nhà của riêng mình, không phải nhà của bố mẹ. Khi có nhà rồi thì các bạn mới thấy mời bạn bè đến nhà chơi tự tin thế nào, các bạn mới thấy tự hào thế nào khi được giới thiệu với mọi người rằng đây chính là ngôi nhà của mình. Cũng vui các bạn ạ, bù chỗ nọ đắp chỗ kia, nhưng tôi mong đó sẽ là động lực cho các bạn. Có thể tôi ổn hơn, sớm hơn, nhưng sau này dù 40 hay 50 tuổi mà chưa xây, mua được một căn nhà của riêng mình, dù nhỏ thì nó vẫn là của mình. Đấy là mục tiêu các bạn ạ. Phía dưới chia sẻ của Độ Mixi, nhiều người không khỏi suýt xoa khi nam streamer có thể trả được khoản tiền lớn trong thời gian ngắn, chưa kể các khoản đầu tư làm ăn khác. Ngoài ra, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm với Độ Mixi khi cũng vay tiền làm nhà.